bắp xào đây. Mấy hôm trời mưa vừa tạnh xong á là trời cũng sập tối, định bụng ra cửa hàng tiện lợi mua gói mì về nấu ăn. Đi ngang xe bắp xào mà cầm lòng không được, tính ghé mua ăn mà thấy người ta xếp hàng đông quá nên thôi bỏ về nhà luôn. Mai sao tủ lạnh nhà tôi á còn một cái trái bắp, nên là ý tưởng là bắp xào của tôi trỗi dậy. Mà nhà thì đâu có đủ ruốc, hành hay là trứng muối đâu, nên thôi tôi xào với một chút sốt Thousand Island này nè cho nó lạ. Bắp xào với một chút bơ thôi là đã thấy dậy mùi thơm, cho ra dĩa rồi rắc thêm phô mai để cho màu sắc thêm hấp dẫn. Sau đó đem vào lò nướng hay là nồi chiên không dầu để lớp phô mai này nè tan chảy ra nha các bạn. Khi dùng thì mình rưới sốt Thousand Island này lên để cân bằng vị béo. Sốt này thì có vị chua nhẹ tự nhiên của cà chua cùng với hương vị của rau ngò tây khiến cho món bắp của mình trở nên lạ miệng hơn. Giải khát với một ly soda hay là một ly bảy úp gì đó, thêm một chút siro bạc hà the mát nữa sẽ khiến cho bạn cuốn không lối thoát cái món này luôn á.